Đầu tư ở 3 sen nhá mới đổ nhá. Đầu tư thêm 1 sen nữa, 5 sen thì đầu tư 1 sen nữa rồi. Tự nhiên nó kêu là nó nhả 37 nha.
xe này. Bây giờ phải về rồi, thấy nào. Bắt đầu xe. Đầu tư 8C nhá. Đấy, hôm qua thu hồi ma, hôm nay gỡ lại. Đầu tư 8C. À, gỡ được 4 sen, còn 6 sen nữa. Còn thế được rồi, may quá. Gỡ được 4 sen ngon. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhé.